la nuôi huyền bí đầy đê mê. Khi mặt trời lặn, bóng đêm lan tỏa khắp nơi, một hương thơm đầy bí ẩn và ngọt ngào bắt đầu tràn ngập không gian. La nuôi, mùi hương của sự lãng mạn và gợi cảm, được tạo nên từ những nốt hương vani phương đông quyến rũ. Hương đầu của la nuôi với những nốt hương của quả vải và an tức hương sẽ khiến cho bạn cảm nhận được sự mới mẻ cũng như tràn đầy sức sống. Tiếp đến, khi những lớp hương đầu bay đi, bạn sẽ bị mê hoặc bởi mùi hương huyền bí và cực kỳ quyến rũ. Hương hoa phong lan, hương trầm, hoa hồng kết hợp tạo nên một mùi hương đầy sức sống và nữ tính, đưa bạn đến với những cung bậc đầy hương hoa và sắc màu. Và cuối cùng, tầng hương cuối của aroma la nuôi là một sự pha trộn tuyệt vời của gỗ hổ phách, xạ hương, quả mâm xôi và kết thúc bằng gỗ đàn hương. Mùi hương này sẽ đưa bạn đến với thế giới của sự ngọt ngào, sang trọng, đầy đam mê và quyến rũ, khiến cho bạn không thể rời mắt khỏi nó. Những làn hương của sự quyến rũ hòa quyện vào tâm hồn, tạo nên một cảm giác say đắm và cuốn hút. Mỗi hơi thở, mỗi cái chạm tay đều khiến cho mùi hương này trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm kiếm một mùi hương ngọt ngào, trẻ trung và gợi cảm, hãy thử ngay la nuôi. Bạn sẽ không thể tin được một mùi hương mà có thể mang đến cảm giác bốc hỏa và cuốn hút say đắm đến như thế.